Hãy bật công tác hạnh phúc để viết nên chương mới trong cuộc đời mình ngay hôm nay. Công tác hạnh phúc là gì? Bí quyết để vơi đi nỗi buồn, để đón một bình minh mới trong cuộc đời. Đức Pháp Vương Gyan Wang Rupa sẽ nói cho quý vị biết trong buổi sáng đầu tiên. Hạnh phúc lớn nhất của con người chính là được làm người. Những nụ cười và niềm hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm trong chính tâm hồn bạn. Khơi dậy niềm hạnh phúc và mang nó đến cho mọi người. Hãy bật công tác hạnh phúc ngày hôm nay để đón một bình minh mới trong cuộc đời mình. Xin kính chào Đức Pháp Vương Gyan Rupa. Một năm mới lại đến rồi. Vào ngày đầu năm thì người ta thường ước vọng rất nhiều. Hai trong số đó là hạnh phúc và bình an. Đức Pháp Vương định nghĩa như thế nào về hạnh phúc? Năm mới chắc chắn là phải được chào đón bằng niềm hạnh phúc. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ thế giới vật chất như từ bạn bè, tiền bạc hay của cải, vân vân. Tất nhiên, những yếu tố đó chỉ góp một phần. Còn cái gọi là hạnh phúc lâu bền thực sự thì phải từ tâm hồn bạn. Bạn nhớ nhé, khi cho rằng hạnh phúc là mục đích thì chúng ta khó có thể đạt được vì nó luôn nằm ở tương lai. Còn khi coi hạnh phúc là hành trình thì nó luôn hiện hữu ở bên bạn. Bạn là chủ nhân của hạnh phúc. Tự mang đến cho mình hạnh phúc hoặc tự tạo những bất an. Hãy bật công tác hạnh phúc để viết nên chương mới trong cuộc đời mình ngay hôm nay. Vậy bí quyết của hạnh phúc là gì, thưa Đức Pháp Vương? Công tác hạnh phúc ấy ở đâu khi mà con người của xã hội hiện đại luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề? I would always say that people have to be optimistic. Có một điều tôi luôn nói, đó là con người hãy lạc quan, vì cái gì cũng sẽ có điểm kết thúc. Cuộc sống đau khổ nhất, đáng sợ nhất, tổn thương nhất rồi sẽ qua. Lạc quan bằng cách nào? Đó là tạo ra một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ xung quanh mình. Đơn giản, hiểu là hãy luôn nghĩ tích cực và làm tích cực. Ngay bây giờ, có thể bạn rất buồn về chuyện gì đó, nhưng hãy nghĩ là nó sẽ qua đi trong 2 tiếng nữa, hay 1 tiếng, thậm chí là vài giây. Đó chính là bí quyết bật công tác hạnh phúc. Tuy nhiên, để nó lâu bền thì hạnh phúc phải được nuôi dưỡng, bằng cách hãy mở lòng ra mỗi ngày để nhìn cuộc đời một cách thiện cảm hơn. Hãy thay đổi tư duy, thói quen, vì cuộc sống luôn tràn ngập những bất ngờ thú vị. Hãy dừng mọi so sánh, vì so bì là kẻ lấy cắp niềm vui. Nếu cứ cố đi tìm cái hoàn hảo, rồi có ngày ta sẽ thất vọng và không hạnh phúc. Mỗi khi người ta thấy Đức Pháp Vương xuất hiện ở đâu đó, như là ngay chính lúc này chẳng hạn, thì đều thấy Ngài cười rất tươi và thoải mái. Làm sao để có thể làm được điều đó? Đó chính là bí quyết mà tôi muốn nói đến. Cũng giống như mọi người, cuộc sống của tôi có những mảng sáng tối. Nhiều người vẫn nghĩ tôi như Chúa, như Đức Phật, thì không có gì phải buồn. Không phải vậy đâu. Tôi cũng là một con người, cũng có những hỉ nộ ái ố, nhưng tôi biết cách để hướng cuộc sống của mình đến những gì tốt đẹp để được hưởng hạnh phúc. Vì vậy, từ hôm nay, hãy mỉm cười nhé. Kể cả với những người qua đường, nụ cười sẽ làm thay đổi bạn và có sức lan tỏa lạ kỳ. Hãy thử xem. Mới đây, Quỹ Kinh tế mới của Anh vừa công bố bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 trong tổng số 151 quốc gia được đánh giá. Đức Pháp Vương nghĩ sao về điều này? Tôi đã nghe nói đến điều này, cảm nhận là vui. Tôi đã nói với nhiều người Việt Nam rồi, dù các bạn
cũng có vô số vấn đề phải nghĩ. Từ lịch sử đấu tranh cách mạng, rồi cuộc sống hiện tại, nhiều điều không vui. Nhưng các bạn vẫn mỉm cười và suy nghĩ tích cực. Vì sao? Vì bạn có năng lượng tích cực từ sâu trong trái tim. Năng lượng đó là văn hóa, là đặc trưng cơ bản của người Việt Nam. Các bạn có thiên hướng lạc quan. Tôi cảm nhận được rằng người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ, kể cả khi chiến tranh hay thiên tai, luôn có mặt những người phụ nữ. Nếu đúng là vậy thì thật tuyệt vời. Nó nói lên rất nhiều điều về đất nước các bạn. Một buổi sớm đầu năm, được ngồi trong không gian yên tĩnh này, cùng lắng nghe những tâm tư chia sẻ của Đức Pháp Vương, tôi thấy lòng thật bình an. Hy vọng khán giả của Chào Buổi Sáng VTV cũng cảm nhận được điều này. Qua đây, Đức Pháp Vương có lời nhắn nhủ gì tới các khán giả của chúng tôi nhân dịp đầu năm mới? Yes. My main message to thông điệp lớn nhất của tôi gửi tới các bạn đó là các bạn đang có một nền văn hóa rất tuyệt vời với một sức sống mãnh liệt. Các bạn có thể khám phá nhiều thứ thú vị bên ngoài, nhưng nó không bền vững trong việc mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Ngay lúc này, bất chấp mọi khổ đau mà đất nước đã trải qua, tôi thấy người Việt Nam vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Đó là món quà tuyệt vời mà các bạn đừng bao giờ từ bỏ. You cannot abandon that culture. Once again, sincere thanks to Your Highness. Xin một lần nữa được cảm ơn Đức Pháp Vương đã chia sẻ những bí quyết để sống hạnh phúc và bình an. Chúng tôi cũng mong đó là những thông điệp ý nghĩa nhất mà Chào Buổi Sáng gửi từ quý khán giả nhân dịp năm mới.